Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà nha. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung xin kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay đó cả nhà, thì Lê Trung lại tiếp tục rong ruổi vào trong các cái khu nghĩa địa để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên để mà giúp đỡ cho họ được một bữa ăn, cũng như để giúp đỡ cho họ được đi về chùa, về núi, về non để mà cho họ được tu hành. Đó. Thì như trước mắt cả nhà mình đang thấy đây nè cả nhà. Đây là một cái hàng rào của một cái hộ gia đình, có thể nói là có cơ ngơi đó cả nhà, cho nên là họ đã mua hẳn một cái miếng đất ở trong cái khu nghĩa địa này luôn để họ làm rào lại để chuyên để chôn cất người thân trong gia đình đó. Thấy quy mô không cả nhà? Còn bây giờ thì lúc nãy á thì Lê Trung mới vào trong đây, Lê Trung cũng ghé tạt vào trong đây để mà mình xem thử như thế nào thôi. Thì khi đến đây thì Lê Trung thấy cái hướng ở trong phía trong đây nè, và vào trong cái khu rừng ở trong đây nè, thì Lê Trung thấy có cái lượng âm khí nó tích tụ về, và phía ở bên trong đây á thì nó cũng có rất là nhiều những cái phần mộ được chôn cất ở phía trong đây đó. Những cái nhà mình thấy là tuốt trong đó thì cái ngôi nhà mồ nè đó, thì ở dưới này phần mộ nè đó. Thì Lê Trung thấy có rất là nhiều cái lượng âm khí nó tích tụ về đây nè, cho nên là Lê Trung mới tạt vào trong đây để mà coi xem á là ở trong đây có vị vong linh hay vong quỷ nào về hay không. Thì cái khu này nè, khu nghĩa địa này thì nó cũng rộng lớn lắm nha cả nhà, nhưng mà cái khu này thì người ta bán thôi, ai có tiền thì vào trong đây mua để chôn cất cho gia đình. Cho nên là những cái phần ví dụ như ở tại đây nè, cái phần này thì cũng đã được người dân mua lại rồi nè đó, thì người ta chôn cất dài ra từ từ. Bây giờ thì mình sẽ tiến vào bên trong kia xem như thế nào cả nhà. Đó, cái nhà mình thấy không đó. Đây nè, mộ này đó, rất là nhiều những cái phần mộ luôn. Cái nhà thấy không? Ôi, trời, giờ nó nắng tới ghê hồn luôn. Đây nè cả nhà, phía bên đây thì cũng là những cái ngôi nhà mồ nè. Ê. Cả nhà. Hình như là trong khu nhà mồ đó mới vừa xuất hiện ra cái vong linh kìa cả nhà ơi. Đó. Bây giờ để Lê Trung đi thẳng vào trong bến luôn mà. Trong đó nha. Đâu rồi? Ở trong đây chỉ có một phần mộ duy nhất, không lẽ là cái vong hồn của kìa lũ rồi kìa. Đó, cái nhà thấy không? Đó. Mới xuất hiện ở trong cái ngôi nhà mộ này đâu rồi thầy. Nó tiêu rồi. Rồi mới ở đây mà kì vậy. Ngồi vậy.
Mới thấy đâu đây mà đây. Rồi cái nhà. Mới vừa thì mình cũng đã thấy là tại nơi này thì cũng đã xuất hiện ra cái bóng vong linh. Bây giờ chắc có lẽ là Lý Trung sẽ nhờ tại ngay cái vị trí này để mà Lý Trung đặt cái bàn nghi thức ra xem là cái vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho mình thấy đó là có ra nhận hay không nha cả nhà. Vậy rồi thì cái nhà Lý Trung cũng đã đặt cái máy xong rồi. Bây giờ thì Lý Trung sẽ nhờ cái ngay cái vị trí này để Lý Trung sẽ đặt cái bàn lễ của mình ra ngay đây nha cả nhà. Đứng ngoài kia đi, đứng ngoài kia mình zoom vào trong đây mình thấy đi vô tới đây cái không chịu xuất hiện ra. Trời nắng kinh khủng khiếp. Chiều nay chắc mưa nữa. Mấy bữa nay mắc mưa hoài luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vong linh đang đối khắc lạnh lẽo vất vưởng ở trên cái cõi Ta Bà này. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho cái vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy đó, ra đây để nhận hưởng những phần lễ này, cũng như là con xin nhờ cái thần lực của các ngài các ông để có thể giúp đỡ cứu độ cho cái vong linh này để sớm ngày có thể giải thoát, sớm ngày có thể được đầu thai chuyển kiếp trở thành một cái kiếp người. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì Lý Trung sẽ lui được khỏi đây nha các nhà. Cái mùi nhang thoang thoảng ở đâu đây? Ô, mình
Có ai đốt vậy ta? Ai mà đâu đây? Ai biết mình ở đây mà đốt? Đồ ăn nữa kìa. Sao mà nhìn ngon dữ vậy cà? Có cả cơm nữa. Chiến này ngon rồi. Chiến này á, mình á không sợ đói nữa. Mình đúng lúc á mình đói bụng, mà giờ á có được đồ ăn ở đây á thì á mình còn ngại gì mà mình không dám ăn chứ. Để mình vô mình coi coi. Ôi nhìn nhìn nó hấp dẫn quá. Vậy thì mình tranh thủ mình ráng mình ăn mới được. Đúng rồi, mình hành lễ để mình mới ăn được chứ. Mình nghe được cái mùi nhang á, thơm dữ lắm, ấm dữ lắm. Bây giờ để mình thưởng thức mới được. Mình á đói bụng mà có được đồ ăn nhiều vậy á thì ngon lắm, quý lắm đó nha. Biết bao nhiêu lâu rồi á mình á mới được ăn cơm lại á. Mình thấy cơm này ngon quá à. Tuy là cơm chay á nhưng mà đối với mình á là quý lắm. Ngon, bữa ăn hôm nay á ngon lắm.
Xin chào. Ai đây? Chào. Tôi. Rồi. À, hình như nãy tôi thấy xuất hiện lẫn quẩn ở trên đây là giống hồn của cái phần mộ này hay là đi lại đây tú ngủ? Tôi ở chỗ khác, tôi lại đây, tôi chú ngủ ở đây nè, tôi tá túc ở đây nè. Rồi sao nãy xuất hiện ra cho tôi thấy là tôi đi lại đây trốn đâu tiêu vậy? Tôi đợi bạn của tôi, mà bạn của tôi đi kiếm đồ ăn rồi chưa có về. Tôi cũng có đi nữa mà tôi về sớm, tôi tưởng đâu là tụi nó về đây rồi, mà tụi nó chưa có về, cho nên là hồi nãy tôi đi ra cái khúc ngoài kia tôi trông ngóng mà không thấy. Rồi cái tôi mới quay về đây nè, rồi cái tôi nghe được cái mùi nhang đốt nè, cái khói hương lên á, thoang thoảng á. Rồi cái tôi mới lú ra sao tôi thấy cái bàn lễ nhầy nè. Rồi tôi vô tôi ăn đại luôn, tại tôi quá đói rồi. Ồ, vậy là tức là ở đến nơi này vẫn còn vài vong linh nữa hả? Đúng rồi. Cụ thể là mấy vong? Tôi còn 4 người bạn nữa. Ồ, 4 người bạn thường xuyên ở đây không? Có, tụi tôi kiếm đồ ăn về ăn ở đây. Rồi có cái chỗ ở dưới kia nữa. Tụi tôi là tụ tập 2 chỗ hà. Ồ. Rồi tụ tập ở đây là chỉ để nghỉ ngơi rồi trú ngủ ở đây hay là để tụ tập ở đây để mà tu luyện tà thuật? Tôi có biết cái gì đâu mà tu luyện. Bao nhiêu năm nay tôi mất đi rồi, tôi khổ sở dữ lắm. Tôi đi kiếm ăn từ ngày mà còn không được nữa, mà huống chi mà tu luyện, tôi có biết tu luyện cái gì đâu. Rồi mất bao nhiêu lâu rồi? Tôi mất 8 năm rồi. Rồi dòng tên gì? Tôi tên là Nghĩa. Rồi mất lúc bao nhiêu tuổi đây? Tôi mất lúc 29 tuổi lận. Rồi lúc nãy giờ thì những cái phần lễ này là cũng đã dùng hết rồi đúng không? Tôi ăn hết rồi, tôi không biết cúng cho ai á, tại tôi kiếm đồ ăn không có nữa, cho nên là tôi mới ăn. Nói chung là cái này thì tôi bày ra đây để là tôi cúng cho các cái vong linh. Ông ăn cũng được mà các cái vị vong nào vô cũng được, tại vì tôi cũng không biết rõ là các vị là có ở đây hay không, cho nên là tôi cứ khấn vái, tôi nói là ai xuất hiện ra cho tôi thấy đó, hoặc là ai đủ duyên với tôi đó thì cứ xuất hiện ra đây để mà dùng đó. Rồi thì sau khi mà dùng no rồi, bây giờ tôi cũng có một cái ý kiến tôi muốn xin hỏi ở chỗ của vong, để mà tôi có thể giúp thêm cho vong, là vong có bằng lòng không? Ý kiến gì ông cứ hỏi đi. Bây giờ là tôi cũng dự định là tôi sẽ cúng cho các vị xong á, rồi tôi cũng muốn đưa cho các vị được đi về chùa để các vị tu hành, để các vị á, là sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp, không còn phải chịu nhiều cái cực khổ trên cái cõi ta bà này do cái nghiệp cái chướng của mình đó. Thì không biết là ý của dòng sao? Tôi mất hình hào giờ á, tôi cũng dứt dưỡng lang thang, mà hôm nay tôi nghe được có người dương vô đây cúng cho tôi ăn, còn giúp đỡ cho tôi đi nữa. Thì tôi quý, tôi mến dữ lắm, tôi cũng cảm ơn nữa. Rồi có chị có chấp nhận để tôi giúp cho đi không? Tôi chấp nhận, mà tôi ngủ như tôi đi rồi, mấy người bạn của tôi không kiếm không gặp tôi rồi sao? Không có sao hết á. Nếu mà là các cái vị vong linh mà bạn của vong đó có thường xuyên về đây thì tôi sẽ tới lui ở đây đó. Nếu mà họ đã đủ duyên với Phật Thầy, Phật Pháp thì tất nhiên là họ sẽ được các ngài xoay chuyển để cho gặp tôi, để cho tôi gặp họ, để tôi giúp họ thôi. Tại vì tôi á, nói thật ra thì tôi cũng không phải là thầy bà gì đâu, tôi chỉ là một người bình thường, một người trần mắt thịt thôi. Biết được cái sự khổ đau của các vị trong cái giai đoạn mà các vị đang vất vưởng lang thang đó khác cái cõi ta bà này, nó vì một cái lý do nào đó đó, cho nên là tôi muốn là giúp cho các vị một phần để cho các vị được no ấm, hai nữa muốn giúp cho các vị được sớm có thể giải bỏ được cái nghiệp quán của mình bằng cái con đường tu hành, cho nên là tôi mới phát tâm ra tôi đi giúp cho các vị thôi đó. Thì nếu mà các vị đó đã đủ duyên với Phật thì chắc chắn rằng thì bề trên sẽ xoay chuyển cho tôi gặp họ thôi. Trước mắt là bây giờ vong cứ việc vong cứ đi về đó đi, về chùa đó phong tu trước đi, rồi tôi đến đây thường xuyên, nếu mà tôi gặp được họ thì tôi sẽ đưa tất cả những cái vị đó luôn.
Vậy là ông có ý định giúp cho những người bạn của tôi luôn hả? Đúng rồi, thì đã không biết thì thôi. Nếu đã biết các vị đó cũng thường về đây để mà trú ngụ ở tại đây á, thì tất nhiên là tôi sẽ giúp luôn. Chứ đâu có thể nào mà biết họ ở đây mà tôi bỏ được. Những người bạn của tôi á, họ chất quan, họ tội nghiệp lắm. Họ cũng dắt dưỡng lang thang đói khát á, khổ sở như tôi vậy nè. Rồi tôi đi kiếm đồ ăn á, tôi mới gặp, rồi mới kết bạn, mới làm quen. Rồi Vong cho tôi hỏi thêm là cái lý do nào khiến cho Vong mất, rồi tại sao Vong không đi siêu thoát được, cũng như là không có thể đi đầu thai chuyển kiếp được, mà phải lang thang vất vưởng để ở trên cái cõi ta bà này như vậy? Tôi dắt dưỡng lang thang cũng vì lý do là hồi lúc tôi còn sống á, cái thằng bạn thân của tôi á, nó gà tay nó sát hại tôi luôn. Tôi á, thì cũng thương nó giống như anh em ruột vậy á. Mà nỡ lòng nào á, nó ghen lên, rồi á, nó tức lòng lộn, rồi nó lấy cây á, nó đập lên đầu của tôi á, mấy chục cái á. Rồi tôi chết luôn. Rồi cái sự việc nó xảy ra, cái mâu thuẫn đó nó như thế nào mà lại khiến cho anh bạn của Dông ghen tức đồ này kia, là phải tới nỗi mà phải giết người như vậy? Hồi đó tôi á, nhà tôi á, cũng ở gần nhà nó, hai thằng cũng thân nhau, tại vì đi làm cũng đi làm chung đó. Đi vác lúa tấn chung nè. Rồi á, nói chung là đi á, bắt chuột bắt ếch đồ cũng đi chung vậy đó, về rồi chia ra hai nhà ăn vậy đó. Tôi với nó cũng chơi thân lắm. Rồi cái tôi mới có vợ trước, rồi mới tới nó có vợ sau. Mà từ lúc nó có vợ rồi á, thì tụi tôi cũng thân như vậy đó. Tôi với nó thì cũng vẫn đi làm chung vậy đó. Còn vợ nó với vợ tôi thì cũng thân. Rồi hai người cứ lãnh dặm lúa nhổ cỏ. Rồi á, đâu được một thời gian, khoảng chừng 5 năm vậy đó, rồi cái hai vợ chồng nó lục đục với nhau. Tôi thì á, tôi ở ngoài tôi đâu có biết đâu. Mà tôi thấy lúc gậy nó nói chuyện với tôi nó hay cáu gắt lắm. Rồi tôi mới hỏi nó là có chuyện gì mà mày làm gì hằng học dữ vậy, tao chở mày đi làm mà mày làm gì mày khó khăn dữ vậy. Rồi nó mới nói là tao khó khăn kệ tao đi, rồi đi làm đi, nhiều chuyện quá. Mà trong cái thời gian lúc trước đó là vợ chồng nó với vợ chồng tôi thì cũng rủ nhau qua nhà vậy đó. Với lại mấy anh chị ở xóm đó, rồi cũng có ăn uống, rồi cũng có nhậu nhẹt, rồi cũng có ca hát nữa. Rồi thành ra nguyên xóm đó là tụi tôi thân nhau dữ lắm. Rồi đâu mấy ngày sau á, cái vợ tôi đi làm chung với vợ nó nè. Tại vì tôi về tôi cũng nói là lúc lại cái thằng Minh á, sao mà nó khó khăn quá à. Đâu á, em hỏi vợ nó coi nó làm gì mà nó tánh tình nó nay nó kỳ lắm, mà lúc trước nó đâu có đâu. Con vợ của tôi á, nó mới hỏi con vợ nó. Vợ nó nói là hai vợ chồng nó lúc gậy lục đục rồi, chắc nó không ở với chồng nó được nữa, chắc hai đứa ly dị. Con vợ tôi thì cũng phiền, nói thôi vợ chồng ăn đời ở kiếp mà, có gì thì nhịn đi, có gì to nhỏ nói chuyện với nhau để mà hiểu rõ hơn. Vợ tôi về nó nói với tôi mới hay vậy đó. Chứ tôi hỏi nó thì nó đâu có nói. Rồi tôi biết vậy đó, rồi tôi đi làm chung nó, tôi cũng phiền nó. Rồi nó nói là chuyện nó để nó lo, nó không có cần ai quan tâm tới hết á. Rồi thôi thì nó nói vậy thì thôi, kệ nó, chuyện nó thì để cho nó làm gì nó làm. Mình không liên quan tới. Rồi một tuần sau á, nhà nó cũng có đám giỗ, nó cũng mời vợ chồng tôi tới dự nè. Rồi vợ chồng tôi tới dự cũng nhiệt tình lắm, cũng có phụ đồ này kia vậy đó. Rồi cũng có ăn uống, rồi cũng có nhậu nhẹt chung nữa.
Rồi cái bữa đó cái anh hàng xóm đó đó, không biết anh nhậu xỉn hay làm sao á, rồi anh xong ca với vợ của nó. Rồi ca xong á còn hai người còn cười giỡn đồ này kia nữa. Rồi nó thấy vậy rồi nó mới ghen lên, rồi nó mới chửi cái anh đó. Rồi hai người á nhào vô xô xát luôn. Rồi tôi với lại mấy cái ông anh kia thì can ra. Nói á, thôi có gì á từ từ nói, mình có rượu có bia trong người rồi á, thì để tỉnh táo đi rồi mình nói chuyện với nhau, chứ bây giờ á hơn thua cũng được cái gì đâu. Rồi tôi mới dẫn cái anh hàng xóm đó đi về, rồi vợ chồng tôi ở lại phụ nuôi với vợ chồng nó dọn dẹp rồi tôi cũng về nữa. Rồi cỡ đâu một tháng sau nữa, nhà tôi á là mới làm cái sinh nhật của con của tôi đó. Rồi tôi mời nó với lại mời mấy anh em dòng họ hàng đâu nè tới dự. Rồi vợ chồng nó cũng nhiệt tình cũng tới chứ. Tôi thì tôi cũng mướn được cái dàn nhạc kéo kéo đó về để mà cho mấy anh em trong xóm mình á lâu lâu mần mệt để giao lưu đồ hát hò với nhau. Mà cái bữa đó tôi á, tôi lỡ tôi uống hơi quá rồi tôi mới nói là bây giờ á cho vợ mày á xong ca với tao một bài đi. Tại vì là vợ mày với vợ tao thì cũng thân, gia đình tao với gia đình mày cũng thân như tay mặt tay trái vậy. Mới đầu thì nó chịu, rồi sau tôi mới hát thêm một bài nữa với vợ của nó. Rồi không biết làm sao mà ở nó ngồi dưới bàn á, mấy người kia nói cái gì á, rồi nó làm nó mới nóng đi. Nó nóng rồi á, nó mới lên á, nó mới chửi tục, chửi thề chửi tục vậy đó. Rồi nó mới lôi con vợ nó đi xuống để mà đi về, nếu mày mà hát với nó nữa là một hồi tao điên tiết lên là tao giết hai tụi bay. Lúc đó tôi nghe vậy đó, tôi mới giật mình, tôi nói mày khùng cái gì á, nãy á tao nói với mày là cho vợ mày hát với tao rồi, chỉ là hát thôi, anh em chỉ giao lưu thôi chứ có làm cái gì đâu, mà đâu có đi quá giới hạn, đâu có làm tầm bậy tầm bạ đâu, mà mày làm gì dữ vậy, này là đám của nhà tao, có gì thì từ từ nói, có gì thì thôi bây giờ á hai vợ chồng mày đi về đi, rồi có gì ngày mai tao lại rồi nói chuyện. Rồi nó dẫn con vợ nó đi về. Rồi thì tôi cũng đi lại cái bàn để tôi nhậu, mà đi lại đó nghe mấy cái người đó xỉn vô rồi nói chuyện tầm bậy tầm bạ gì, bàn cái vụ gì mà hát với nhau rồi đến với nhau có khi nào ở với nhau không. Rồi tôi mới la mấy người đó, nói cái này chỉ là cái cuộc chơi thôi chứ không có tầm bậy tầm bạ ở đây, mà mấy anh cũng kỳ nữa, tôi mời mấy anh lại đây chung vui với gia đình tôi mà nói chuyện khó nghe quá vậy thôi, mai mốt tôi không dám nhậu với mấy anh nữa đâu. Rồi mấy ổng thấy vậy mắc cỡ quá, mấy ổng mới đi về. Qua ngày sau tôi đi chợ là tôi ghé nhà nó. Con vợ nó thì đi làm mà chỉ có mình nó ở nhà. Rồi tôi mới vô hỏi đầu đuôi đồ này kia đó. Rồi nó nói là mày á, lúc gậy tao thấy mày á là me me vợ tao lắm phải không. Rồi tôi mới nói giật mình, tôi nói ủa cái gì vậy, mày khùng cái gì vậy, me cái gì mà me, tao với vợ mày cũng giống như là anh em vậy thôi chứ có gì đâu mà me cái gì. Mày nói dốc với tao, mấy thằng nhậu với tao bữa đó hả, nó nói là mày thầm thương vợ tao, mày chơi bạn bè mà mày thương vợ bạn vậy, mày coi có được không. Lúc đó thì tôi mới nói dở lẽ ra, nói trời ơi hơi đâu mày đi nghe mấy ông xỉn nhậu vô nói tầm bậy tầm bạ, hôm qua tao mới la cử ổng một đoạn rồi kìa, chứ gia đình mày với gia đình tao chơi với nhau thân cỡ đó rồi á còn làm bậy như vậy á thì ai mà coi ra đường á, ai mà nhìn mặt nữa. Rồi nó mới chửi tôi, nó nói bà mẹ mày có thì mày nhận đi chứ làm gì mày mày chối. Rồi mày á hôm qua mày cũng hát với vợ tao nữa, mà
Này hát một bài thôi, còn này hát hai bài luôn. Trời. Thử á. Coi coi á, có coi được không? Mày á, tao thấy mày á khó ưa dữ lắm rồi, kể từ bây giờ tao với mày á đừng có ai tới nhà ai nữa đi, cắt đứt đi, tao không có chơi với mày nữa. Ừ. Rồi tôi mới giải thích cho nó nghe tường tận á, mà nó đâu có nghe. Nó chửi, nó đuổi tôi về. Rồi tôi mới nói là tao không có tình ý gì với vợ mày đâu. Mày đừng có làm vậy, mày đừng có vu oan giá họa vậy, tao không có chịu đâu. Còn mày, nếu mà mày không có chơi với tao nữa thì thôi, tao kiếm người khác tao chơi. Chứ chơi với mày mà mày không biết chuyện, mày đi nghe lời người ta thì coi như mày đồ bỏ đi. Ừ. Mốt tao không có thèm tới nhà mày nữa đâu. Mấy chửi tụi nó, ai cần mày lại đây, ai cần vợ chồng mày lại đây. Mày đi về chưa? Mày không về ngồi tao đập mày đó. Rồi tôi mới nói là không thẳng tao về, mày làm gì mà mày đuổi xiên đuổi xó vậy, mày làm gì mày dữ hả? Rồi tôi mới nói thêm á, cái đồ tào lao, cái đồ ba khơi nhậu vô nghe lời tầm bậy tầm bạ rồi để tình bạn mất, mốt á tao á không còn chơi với mày nữa, mày nhớ mày gõ mặt tao đó. Tôi vừa nói dứt câu vậy đó, tôi mới đi quay đi, tôi đi ra, tôi đi về. Tôi vừa đi ra khoảng chừng được 10 bước vậy đó, rồi nó chạy vô nhà, nó chụp cái cây vuông không biết ở đâu, rồi nó bửa lên đầu của tôi. Tôi vừa bữa mà nó chửi tôi, nói bà mẹ mày phái vợ tao hả, bà mẹ mày phái vợ tao hả, thích vợ tao hả, thương vợ tao hả, tôi đập cho mày bữa nay chết luôn. Rồi nó đập tôi mấy chục cây á, cái đầu của tôi mềm như trái châm mùi vậy đó. Ừ. Rồi tôi chết luôn. Nói chung là chỉ vì cái ghen tuông mù quáng đã khiến cho một cái mạng người nó chết, là chết mà không biết vì sao mà chết luôn hả? Đúng vậy. Cho nên là tôi cũng hận bạn tôi dữ lắm. Ừ. Tôi đã nói rõ sự thật cho nó nghe như vậy rồi mà nó còn không nghe, nó đi nghe lời người ngoài để mà nó ra tay nó sát hại tôi. Ừ. Rồi nói chung cái việc đó thì giờ em cũng không biết nói gì hơn, em chỉ biết khuyên anh một câu như thế này. Cái vấn đề á, nó có thể là nó nằm ở trong cái việc mà tu tâm dưỡng tánh của mình ở nhiều đời nhiều kiếp trước. Rõ ràng là anh thấy cái chuyện nó rất là đơn giản, nó không có cái gì mà gọi là nó nặng nề hết, nhưng mà lại xảy ra một cái vụ việc nó đến nỗi là phải mất mạng người như vậy. Ở đây theo như em nghĩ thì chắc có lẽ là do ở nhiều đời nhiều kiếp trước mình chưa có tu tâm dưỡng tánh, chưa có học được cái luật nhân quả và cái cách đối nhân xử thế, cho nên ở cái kiếp đó mình đã lỡ mình làm một việc gì đó nó sai quấy, vô tình mình đã tạo nên cái nghiệp. Cho nên ở cái kiếp này mình phải bị những cái sự vật sự việc như vậy để mà mình trả đi cái nghiệp, cái quán ở nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo ra. Bởi vậy đó em mới nói với anh đó, là những cái vong hồn vất vưởng lang thang ở khắp nơi trên cái cõi ta bà này, tất cả đều mang cái nghiệp chướng của mình hết. Cái nghiệp nó sẽ sanh ra từ cái việc là chúng ta không biết tu hành, không biết tu tâm dưỡng tánh. Nói cho nên là bây giờ đến ngày hôm nay rồi thì anh cũng đã đủ duyên với Phật rồi. Thì hãy buông bỏ hết đi để mà về chùa, để mà bắt đầu lại từ đầu, để mình tu tâm dưỡng tánh, mình học Phật, học Pháp để mà mình đi đầu thai chuyển kiếp anh. Mình trở thành một con người khi mà mình nắm vững được hết cái căn cơ cơ bản về Phật Pháp, căn cơ cơ bản về luật nhân quả, cái căn cơ cơ bản về cái cách đối nhân xử thế, thì nó sẽ rất là an lạc và nó rất là thanh tâm. Tôi mất đi rồi, tôi chỉ nghĩ tới là tôi hận hơn bạn tôi thôi. Tôi đâu có nghĩ gì tới cái chuyện mà đi tu rồi đi học và học Pháp gì đâu. Cái người bạn của anh sau khi sát hại anh như vậy thì anh ta đã bị pháp luật trừng trị chưa? Anh có biết không? Đã bị rồi, đã bị pháp luật trừng trị thỏa đáng rồi. Ừ. Thì nói chung á, thì như em đã nói đó, thì nó cũng là tùy thuộc vào cái căn quả của mình nữa. Và ở đây á, cái việc mà anh ta sát hại anh thì cũng đã bị được là sự xử trí của pháp luật rồi. Và không có ai có thể là lọt qua được cái sự xử trí của bề trên hết. Ừ. Họ có thể là sự
Họ có thể là chỉ vì một cái chuyện nhỏ mà giết anh, sát hại anh đến như vậy. Là cũng có thể là do trước đây mình đã sai quấy gì đó rồi. Đó. Cho nên là như bây giờ là mình cứ đi về chùa mình tu đi, để mình biết được cái việc nào mình nên làm, việc nào không nên làm, để mà mình cố gắng tránh né khi mà mình được đầu thai chuyển kiếp anh. Phải rồi, tôi phải buông bỏ hết tất cả để mà tôi còn đi được, đi về đó nữa chứ. Chứ tôi không lẽ mà tôi cứ hận bạn tôi hoài sao? Đúng rồi, bạn anh thì đã có, thứ nhất đã có pháp luật trừng trị rồi, thứ hai đã có sự quản lý của âm phủ rồi, đó, có sự quản lý của các ngài rồi. Bây giờ là những cái phần đó anh đâu cần phải lo chi đó. Tạo nghiệp được thì sẽ trả nghiệp được đó. Còn cái việc của anh bây giờ là anh phải lo cho cái tương lai của anh nè, chứ anh lo chi ba cái chuyện đó. Chuyện đó thì có các ngài, các ông, các bề trên đã xử lý hết đó. Anh hiểu ý em nói không? Hiểu, hiểu. Vậy là bây giờ tôi bỏ hết để mà tôi được đi về đó ha? Đúng rồi, anh hãy buông bỏ hết đi, rồi anh tu hành, tu tâm dưỡng tánh của mình. Đó, rồi bề trên sẽ soi xét cho cái sự thành tâm của anh, đó, cái sự tích đức, tích phước của anh như thế nào, bề trên sẽ sắp xếp cho anh đi đầu thai chuyển kiếp. Nói như vậy thì nó ổn hơn, chứ bây giờ anh ôm giữ những cái oán hận, ức hận với cái người bạn của mình, rồi anh phải vất vả lang thang khắp nơi, đói khát lạnh lẽo khắp nơi như vậy, thì nó cũng đâu có cái lợi ích gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải đi thôi. Rồi vậy là bây giờ anh đã chấp nhận đi đúng không? Đúng vậy, nhưng mà trước khi tôi đi á, tôi nhắn lại là ráng giúp giùm bốn người bạn của tôi á, nếu mà có về đây có gặp á, thì giúp giùm á. Chắc chắn rồi. Tội nghiệp họ lắm. Chắc chắn rồi, thì khi mà em đã biết họ đã từng đến đây và họ đã từng trú ngụ ở tại đây, và đặc biệt hơn á, là cái sự gửi gắm của anh đối với họ, thì chắc chắn em sẽ tới lui ở đây thường xuyên để mà giúp cho trót cho trọn vẹn những cái vị mà còn lại đó, để mà sớm ngày có thể giúp họ được đi đầu thai chuyển kiếp. Anh yên tâm với việc đó nha. Được rồi, tôi nghe được như vậy thì tôi cũng đã ngoãn nguyện lắm rồi. Rồi bây giờ thì anh hãy chắp tay lên đi, rồi anh niệm giúp em 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, để em sẽ làm phép rồi em mở đường cho anh đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại tiếp tục là một câu chuyện ghen tuông dẫn đến cái án mạng nữa cả nhà. Cả nhà mình trước giờ thì cả nhà mình cũng đã theo dõi rất là nhiều những cái đoạn clip ở trên kênh của Lý Trung, thì Lý Trung đã chia sẻ rất là nhiều về cái việc ghen tuông mà dẫn đến cái án mạng sát hại người thân của mình. Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng với nhau, như vậy thì mới ăn đời ở kiếp được. Chứ còn mà đã là vợ chồng mà cái gì cũng sân si, cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng ghen tuông, cái gì cũng là sợ này sợ kia, thì vợ chồng đâu có thể nào hạnh phúc được. Đã không có sự tin tưởng với nhau rồi thì trước sau gì cũng phải xảy ra chuyện đó. Bởi vậy thì đối với một cái sự đến với nhau nào đó thì mình cần phải tìm hiểu cho thật kỹ xem là mình có hợp hay không, và có đã đủ sự tin tưởng đó với nhau hay không thì mình hãy đến với nhau. Chứ để đến với nhau rồi mà mình không tin tưởng với nhau, rồi cứ nghĩ đối phương sẽ là người phản bội mình đó, rồi mình cứ đâm ra mình lo ghen tuông như vậy, rồi cái công việc mình không có làm, rồi cái gia đình mình thì không có lo chăm sóc, mà cứ tối ngày cứ ghen tuông như vậy thì nó cũng không có được việc gì. Nó chỉ tổ làm cho sự đau khổ đối với nhau thôi. Rồi thì cái video đến đây thì Lý Trung cũng xin phép khép lại tại đây nữa nha. Thì một cái thông tin khá là quan trọng mà Lý Trung cũng được biết ở trong cái việc mà giúp cho cái vị vong linh của cái anh trai ngày hôm nay, đó là vẫn còn 4 vị vong linh nữa thường hay xuất hiện và tụ tập về đây. Cũng là bạn của vong linh của anh trai này luôn. Do là đói khát đó thì họ phải tủa ra để mà họ đi tìm thức ăn. Hy vọng rằng thì trong vài ngày tới, nếu mà Lý Trung thường xuyên đến đây thì có thể là gặp họ để mà Lý Trung giúp cho họ. Rồi thì đến đây Lý Trung xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.